còn được còn... Đó, anh ạ, đó là không mua thoải mái. Anh cứ giả thoải mái, được được thôi. Anh giả xong thế không được em cảm ơn anh mà. Em có nói gì anh đâu. Bắt tay nhau đi như bình thường. Đấy, đầu xuân anh mời anh cứ mua cái ghế của em. Bán ở đây 6 năm là đây là nhà anh ạ. Em ơi, xe bé bao nhiêu? Cảm ơn anh. Em ơi. Sao rồi cơ? 1,5 triệu ạ. Cái đấy rành rành à? Rành rành. Bao nhiêu? Cái đấy ạ, cái đấy là 250 còn mỗi một cây nhất thế bao mua cháu bán rẻ cho bác. Cây cái gì ạ? Sung. Sung ạ. Sung một sung một quả. Kiểu ngọc hoàng, cái sung thì rẻ cho mày, sướng thì rẻ cho bác. Ngọc Vừng đồng giá 300. Cả chậu. Thì cứ hết đấy, được bao nhiêu được? 500